Bác sĩ nói là Celine đã hồi phục nhanh lắm. Tuy bây giờ sức khỏe vẫn còn rất yếu, không nói chuyện được nhiều, nhưng mấy ngày nữa có lẽ sẽ ok rồi. Thật ra bà nên ở lại trong bệnh viện để chăm sóc cho cụ. Anh Tuấn Thăng à, anh đừng có quên rằng anh cũng là người bị thương đó. Phải rồi, ba phải ở lại trong nhà để tụi con chăm sóc cho ba. Nhưng mà ở gần bên cổ thì chúng ta yên tâm hơn nhiều. Ông Quắc, ông đừng lo lắng quá, Celine chắc chắn là không sao đâu, tôi nói đó. Ba là người cha tốt nhất, ba là tốt nhất, ba là anh hùng của chúng con. Yeah. Chị Liên. Cô chủ à. Cảm ơn chị Liên. Cảm ơn chị Liên. Chị Liên à, chị cứ để đó, tôi tự mình qua đó lấy. Được rồi, tôi ra ngoài trước nha. Wow. Oh. Chú Stone à, chú đi lại được nhiều lắm đó. Con có biết không, chú Stone đi đứng lại được tất cả đều nhờ vào ba của con hết đó. Cho nên anh Thăng, kỳ tích sẽ xảy ra trên người của anh mà. Ai, thật ra chúng ta có thể giữ lại tính mạng cũng coi như là kỳ tích rồi. Cậu Nhất đó. Nhất à, xảy ra chuyện gì rồi? Ông Quắc à, Ngô Bách Nghĩa đã bị trúng kế rồi. Hắn ta đã dẫn tôi đến nơi chôn xác của Hà Mỹ Thi. Bây giờ cảnh sát tìm được xác của cô ta, bắt hắn rồi. Yes, người ăn Nhất bị bắt luôn rồi. Trời quang mây tạnh rồi. Nhất à, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, cậu nên mau chóng trở về Hồng Kông thăm cô Hoa đi. Lúc đó liên lạc với tôi sao? Yên tâm đi, tôi biết rồi. Alo, anh Nhất. Sao hả, đang ở nhà một mình sao? Ừ. Cậu Út đâu? Cậu ta có cùng em đi kiểm tra hay không? Không có. Baby sao rồi, nó có khỏe hay không? Có phải có chuyện gì không? Nếu có gì em nhất định phải nói cho anh nghe đó. Bác sĩ nói em đang có hiện tượng sinh non, mang thai không được vững cho lắm. Khờ quá, đừng có sợ mà. Ừ, baby có phúc mà. Lúc đó hãy nói đi. Chu Triệu Lương. Tôi không để đứa con quái này ra đời đâu. Đừng giết con tôi. Nhất. Alo quá, có một tin vui báo cho em nghe đi. Tin vui gì vậy anh? Bọn anh đã tìm được chứng cứ chứng minh Nghĩa đã giết người. Bây giờ cảnh sát đã bắt hắn ta rồi. Vậy thì tốt rồi. Ngày mai anh sẽ trở về thăm em. Baby sao rồi, có ok không? À, ok. Vậy ngày mai gặp bạn nói tiếp nha. Tạm biệt. Được rồi, bye bye. Alo, ba đang ở đâu vậy? Ba trở về kho hàng, ăn khuya với đám bạn đó. Vậy hôm nay ba có trở về Thạch Ô không? Con sao vậy? Không sao chứ? À không, con thấy mưa lớn quá thôi. Ba sẽ về nhà chăm sóc cho con sớm bà. Tạm biệt. Tạm biệt. Nghĩa, lần này anh còn không chết sao? Con người hắn quên tình quên nghĩa như vậy, hắn ta đáng bị như vậy. Chúng ta cũng xong chuyện rồi. Nè, phân cô bật, cô lại nói bậy cái gì nữa? Tôi nói chúng ta rốt cuộc cũng có thể xong chuyện, có thể thật sự được rời khỏi Macau rồi. Các vị anh chị em, làm phiền đến mọi người lâu rồi. Nói thật nha anh Nhất, hôm nay mọi người có thể họp lại với nhau.
tôi thực sự cảm thấy rất vui. Anh đương nhiên là vui vẻ rồi, trúng độc đắc luôn đó. Phải rồi. Cho bọn họ ngưỡng mộ chúng ta. Tôi cần gì ngưỡng mộ chứ anh Phong. Cái trò chơi này đó hả? Anh đừng có chơi tôi đó. Alo quá. Nè, mở loa ngoài đi để chúng em cũng nghe tiếng của chị. Ok, được rồi, được rồi. Nè qua, chuyện nói gái Út đừng có nói câu nào, bọn họ đang đông đủ lắm đó. Sao hả? Quá. Tượng quan nhất, Hoa đang ở trong tay của tôi. Chu Triệu Lương, anh muốn sao đi? Nhất, ba em bị hắn ta giết rồi. Nè, anh đừng có đánh Hoa đó. Tôi chỉ làm cô ta ngất xỉu thôi, tôi chưa giết cô ta đâu. Chu Triệu Lương, anh muốn báo thù anh có thể tìm tôi mà, anh đừng có phá vợ của tôi chứ. Ngoài việc tôi muốn báo thù anh ra, còn có Ngũ Bách Nghĩa nữa. Anh ta hứa với tôi một số chuyện, anh không muốn Hoa và con anh có chuyện thì trong vòng 24 tiếng cứu Ngũ Bách Nghĩa ra ngoài. Nếu không cứu được thì chờ nhận xác của Hà Chánh Hoa về đứa con quan này đi. Chu Triệu Lương, anh đừng có phá vợ của tôi đó. Chu Triệu Lương, Chu Triệu Lương mua cái xác của Ngũ Bách Nghĩa. Tại sao tôi không nghĩ tới bước này kia chứ? Thằng khốn nạn này. Anh Nhất, nếu như anh muốn cứu hắn, coi như là cướp ngục đó. Chu Triệu Lương, Chu Triệu Lương, anh thả tôi ra đi. Anh đã dẫn tôi đi đâu vậy hả? Chu Triệu Lương, tại sao lại dẫn tôi tới đây? Sao lại biết kho hàng của sư phụ? Ăn cơm trước đi. Đừng có đối xử với tôi bằng thái độ này. Tôi đối với cô bằng tình cảm thật sự. Còn tưởng quá như đó có gì tốt hả? Tại sao cô cứ đê tiện, cứ dính theo hắn ta hoài vậy? Anh bị điên rồi. Rốt cuộc anh muốn sao đây? Muốn cô chết đó. Tôi muốn Tưởng Quán Nhất và cô chết đó. Tôi và Ngũ Bách Nghĩa đã thỏa thuận với nhau rồi. Chúng tôi đường ai nấy giết. Ngũ Bách Nghĩa, hắn ta không phải bị bắt rồi sao? Hắn sao lại... Thì Tưởng Quán Nhất sợ cô chết mà. Hắn đi cứu hắn ta rồi. Tôi đã sợ cảnh sát là Ngũ Bách Nghĩa giúp tôi. Hắn làm tôi thức tỉnh đó. Chú Triệu Lương, sao tội nghiệp quá vậy? Dọn đồ đạc hả? Nè sếp Chu, không phải tôi khiến cho anh bị thất nghiệp đâu. Có cần bước lịch sử với tôi vậy không đây? Có trách làm người tốt không vậy? Im miệng đi thằng đồ bếp. Nè nè nè, anh đừng ăn nói bậy bạ nha. Tôi chỉ là thương nhân bình thường mà thôi. Bây giờ tôi là chủ tịch của tập đoàn Tuấn Thăng đó. Anh không được làm cảnh sát thôi, cũng không cần vu khống người khác khắp nơi vậy chứ. Tôi có thể kiện anh tội phỉ báng đó. Anh nói nhiều chuyện như vậy làm gì? Anh muốn sao đây hả? Anh muốn sỉ nhục tôi sao? Đương nhiên không phải rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy anh phóng khoáng quá thôi. Vợ của mình lại có đứa con của người khác, vậy mà có thể xem như không có chuyện gì, còn hai tay dâng luôn vợ cho người ta nữa chứ. Anh nói đủ chưa vậy? Sao đây? Muốn đánh tôi hả? Không phải tôi khiến cho anh mất đi mọi thứ đâu. Anh đánh tôi thật sự có thể giải tỏa cơn giận trong lòng anh sao? Tưởng Quán Nhất và Hà Chánh Hoa mới khiến cho anh mất đi sự nghiệp, bọn họ thì sao? Bọn họ đang rất hạnh phúc và còn có luôn đứa con. Anh thì chịu đủ oan ức. Anh thực sự có thể nhịn họ để cho họ hạnh phúc vui vẻ sao? Anh còn tôn nghiêm không vậy? Anh có phải đàn ông không vậy? Anh lấy lại tôn nghiêm của mình đi. Chỉ cần anh chịu giúp tôi bảo đảm tôi có thể khiến cho họ chết hết. Ngũ Bách Nghĩa nói rất đúng. Buông tha cho hai người, tôi còn là đàn ông sao? Cô tưởng tôi thật sự cho qua gì hả? Tất cả mọi thứ là gạt cô thôi. Bạn gái mới là giả, ngay cả ung thư cũng là giả. Đừng đụng vào con tôi. Cô là thuộc về tôi, cho dù cô có con quan cũng phải là có với tôi, chứ không phải là giới tưởng quan nhất. Tôi sẽ không để đứa bé sinh ra đâu. Tôi không để đứa bé sinh ra đâu.
kia đã biết được chúng ta và Tử Quân Nhất hợp tác, đến lạc hướng chúng tôi. Mấy theo dõi đó đã mất tín hiệu rồi, không còn cách theo dõi được bọn họ đã đi đâu. Tôi đã phái thêm người đi tìm bọn họ rồi. Ê, thằng ranh con đó, suốt ngày ngồi ở đó cười, hỏi gì cũng không chịu trả lời, hung hăng chảnh chọe như vậy. Nè, mày cười cái gì chứ? Mày cười cái gì? Mày cười tới khùng hả? Mày là thằng phạm nhân thôi, mày tưởng mày còn là vua bài sao? Mày! Ông mới là phạm nhân. Xin lỗi đại ca, xin lỗi, xin lỗi. Nè, hồi nãy có gì bồn ào quá vậy? Không có gì, không có sao, không có sao hết nữa. Ngũ Bách Nghĩa, bây giờ chúng tôi phải dẫn anh qua trại giam khác. Đi thôi. Đồng nghiệp. Đi. Đeo thêm cái bản thực sự của người xem anh là cảnh sát ha. Chạy đi. Tôi đã cứu anh ra rồi. Anh lập tức gọi cho Chu Triệu Lương, kêu hắn ta thả qua ra. Bộ Chu Triệu Lương bắt cóc vợ của anh hả? Cho dù anh cứu tôi ra ngoài cũng vô dụng thôi. Hắn yêu vợ của anh như vậy, làm sao mà thả cô ta đi chứ? Anh muốn chơi gì tôi có thể chơi với anh. Cho dù anh kêu tôi chết cũng không sao. Anh đừng có phá hoa về đứa con. Màn kịch lúc nãy diễn cũng được lắm. Muốn thông đồng với bọn cảnh sát theo dõi tôi, sau đó dụ tôi nói qua đang ở đâu rồi bắt lại tôi. Tượng Quan Nhất, anh có nghĩ đơn giản quá không vậy? Bây giờ qua đang ở đâu chứ? Điện thoại. Rốt cuộc anh muốn sao đi? Alo, tôi ra ngoài an toàn rồi. Tưởng Quán Nhất đang rất nhớ vợ của hắn ta. Qua, sao rồi? Qua, Qua em không sao chứ? Cái thằng chết tiệt này anh muốn sao đi hả? Ngũ Bách Nghĩa, anh muốn phá tôi thôi mà. Tôi xin anh thả Qua ra đi được không? Cô ta vô tội kia mà. Để coi làm sao. Cứ chạy tiếp đi. Đằng trước quẹo trái, tới ngã tư tiếp theo quẹo phải. Ngừng ở phía trước đi. Xuống xe. Lên xe đi. Hàng của sư phụ. Quá. Thượng Quan Nhất. Chu Triệu Lương, anh muốn tôi làm gì tôi đã làm hết rồi, anh còn muốn sao đây hả? Thả Qua ra ngoài trước đi. Bây giờ anh đang ra lệnh cho tôi đó hả? Anh vẫn chưa biết ai là chủ hay là khách hả? Tôi cho anh chọn nha. Anh muốn tôi giết bà Thám này trước, hay là giết đứa con quan này trước đi? Đừng mà, đừng phá vợ của tôi mà. Anh muốn báo thù anh tìm tôi đi, không liên can gì tới Qua đâu mà. Anh cứ tìm tôi đi, là tôi đã cướp mất Qua mà. Người nào làm người đó chịu, anh đừng có phá vợ của tôi như vậy. Nhưng cô là vợ của tôi chứ không phải vợ của anh. Chú Triệu Lương, cả đời này của tôi hối hận nhất là gả cho anh đó. Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ nhận Tượng Quan Nhất là người chồng duy nhất của tôi. Đừng mà Qua, đừng mà. Được thôi, nếu vậy tôi và cô sẽ cùng xem người chồng duy nhất của cô phải chết. Tượng Quan Nhất, anh cứu Ngũ Bách Nghĩa ra, anh đã đi tới đường cùng rồi, anh đã gây tội lớn rồi. Bây giờ tôi tính toán rõ với anh đây. Ngũ Bách Nghĩa, rốt cuộc anh muốn làm sao đi? Làm sao mới chịu thả Qua ra ngoài hả? Anh rất muốn thả vợ của anh ra hả? Được, chơi trò chơi với tôi đi. Ai cũng nói đầu anh cứng, lần này tôi phải chứng minh cho cả thế giới này thấy
Tôi không phải dễ chết đâu. Các cậu không theo kịp. Ngũ Bách Nghĩa đã biết được chúng tôi và Tưởng Quán Nhất hợp tác với nhau đến là hướng chúng tôi. Các cậu không phải đặt máy theo dõi trên người cậu Nhất rồi sao? Máy theo dõi đó đã mất tín hiệu rồi, không còn cách nào theo dõi được bọn họ đã đi đâu. Tôi đã phái người đi tìm bọn họ rồi, có tin tức gì tôi thông báo cho anh ngay. Được rồi, cảm ơn nha. Nghĩa là anh rể của tôi đang ở trong tay của Ngũ Bách Nghĩa xấu xa đó. Có lẽ là vậy. Bên đây Ngũ Bách Nghĩa bắt cóc anh rể, bên kia Chu Triệu Lương bắt cóc chị của tôi, còn giết luôn ba của tôi nữa. Không được, tôi phải về Hồng Kông cứu chị của tôi. Tôi đã mất đi ba của tôi rồi, tôi không muốn mất luôn chị của tôi nữa. Em theo anh về Hồng Kông. Đừng có đi, quá nguy hiểm rồi. Chu Triệu Lương kia cái gì cũng dám làm hết đó. Nhưng mà... Đừng có nhưng mà nữa, anh tự mình đi về được rồi. Anh cho em theo anh về đi, em cũng muốn giúp đỡ mà. Em ở lại đi, anh hứa với em, anh sẽ không để bản thân có chuyện đâu. Vậy anh cho em tiễn anh ra bến đò đi. Bà kêu tài xế chở hai con đi nha. Nè, nhớ kỹ, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì phải gọi điện thoại cho ba liền. Dạ biết thưa ba. Cũng tại vì tôi quá tham lam, nhận làm Ngũ Bách Nghĩa đó, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ Tưởng Quán Nhất đang nằm trong tay của hắn, không biết hắn sẽ đối phó cậu ta ra sao. Dù cậu Nhất đối phó được với kẻ phản bội đó, cô Hoa không biết có chạy thoát được hay không. Nếu cô Hoa và Baby có mệnh hệ gì, cậu Nhất nhất định sẽ nổi điên lên đó. Anh Thăng à, bọn họ đều là người tốt, ông trời nhất định sẽ giúp cho họ mà. Anh ơi, cho anh có gặp người phụ nữ này không? Đang mang thai đó. Ờ, không có. Cảm ơn nha. Ăn đi, cô tự mình ăn đi. Cô khí chất vậy, không chịu ăn chứ gì. Tôi biết cô nhịn được, cứ để cho đứa con chịu khổ đi. Phải rồi, người lớn không ăn con nít cũng phải ăn chứ. Giống như con ma đói vậy. Mặt nghẹn chết cô bây giờ. Bắt tóm nè. Và anh Phong ở bên Thạch Ô đã đi tìm khắp nơi rồi, nhưng mà không có tin tức của chị Quyên. Tôi cũng vậy nữa. Khắp nơi cũng không có tin tức. Có khi nào là sau khi Chu Triệu Lương bắt cóc chị Quyên rồi rời khỏi Hồng Kông hay không? Cái này cũng có khả năng. Nhưng mà tôi có hack vào máy ghi hình trong các cửa hàng ở Thạch Ô. Nhưng mà Chu Triệu Lương từng làm cảnh sát, hắn ta nhất định sẽ tránh né các máy ghi hình, cho nên không tìm được đoạn phim hắn bắt chị Quyên. Bà xã. Ông xã, có phải anh về Hồng Kông rồi không? Nico nói đã nhìn thấy anh và một đàn ông to con dạo biển, lãng mạn vậy sao? Vậy có lợi cho anh quá rồi, sao rồi, anh đang làm việc? Vậy anh làm xong việc mau về nhà nha, lần sau dẫn em và con đi đó. Được thôi. Anh nói đó, vậy em không làm phiền anh nữa. Được rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Khoan đã. Chuyện gì? Âm thanh hồi nãy có phải của máy phát tin của anh không? Có phải con mình đụng vào không? Liên quan gì tới con mình, là máy phát tin của anh khi không tự nhiên reo đó, nên mới định tắt nó đi thôi. Được rồi, em đừng đụng vào nữa, anh lập tức về ngay. Vậy mau lên nha. Anh Phong, máy phát tin gì vậy? Máy này tôi và Tư Đồ Tỉnh mỗi người có một cái dùng để liên lạc. Nhưng mà bây giờ Tư Đồ Tỉnh không có ở đây, sao máy của tôi còn reo lên chứ? Khốn kiếp, đói thì nhặt đồ dưới đất mà ăn đi. Thank you.
mà. Anh nhất định phải nhận được đó. Có chuyện gì? Tưởng biết mật mã 34 thì có thể cứu bản thân sao? Mấy đứa ngu ngốc mấy người, có nghĩa khí hả? Đáng để mấy người chết chung. À không, không phải. Chờ xem đại ca mấy người chết trước đã. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Phải làm sao mới chịu thả qua ra hả? Tưởng quan nhất, anh có từng nghĩ nếu như không phải anh nhiều chuyện như vậy, không ở đây cản đường cản lối, bây giờ anh và chị Win đã có một tổ ấm hạnh phúc rồi, còn tôi thì lại có thể tiếp tục làm vua bài. Anh xem như vậy có phải tốt cho hai bên không? Anh đã hại chết nhiều người như vậy, đã thực hiện rất nhiều phương pháp bất chấp thủ đoạn giúp bản thân của mình đi lên, cho dù anh thực sự đã làm được thì cũng không làm lâu được đâu Ngũ Bích Nghĩa. Tại anh đã khiến cho tôi mất hết tất cả mọi thứ. Người khiến cho anh mất hết tất cả đó chính là bản thân của anh đó. Anh là một nhân tài, nếu như anh chịu từng bước đi lên ở Tuấn Thang, anh sẽ rất có tương lai. Với lại Quách Hy Hân đã là bạn gái của anh rồi, anh còn muốn gì nữa hả? Tôi vốn dĩ không phải muốn mấy thứ này. Vốn dĩ tôi có thể thành công rồi, tại sao anh cứ phải phá hỏng mọi thứ vậy? Tôi chỉ làm những gì mà tôi cảm thấy là đúng mà thôi. Cái gì mới gọi là đúng? Hôm nay tôi phải chứng minh cho cả thế giới này thấy tôi mới là người đúng, tôi mới là người thắng cuộc đây. Anh ngủ à? Thứ anh cần chuẩn bị xong hết rồi. Tưởng quan nhất, hôm nay có anh không có tôi, một dám quyết định sống chết. Alo. Bên đây của tôi sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Đợi anh xem xong vở này, anh muốn giết sao thì cứ giết. Được thôi, đợi tôi xem xong vở kịch này thì mấy người tới số rồi. Tôi sẽ giết hết từng người một, giết luôn cả cô. Chú Triệu Lương, anh nói vở kịch gì vậy? Là vở kịch chết chóc đó, để coi đại ca mấy người chết ra sao. Anh điên đủ chưa vậy? Ngũ Bách Nghĩa nhất định sẽ giết chết Tượng Quan Nhất. Mấy thằng ngu mấy anh chết chung luôn đi. Anh nhắc qua sao? Anh nhất sẽ không sao đâu. Anh nói gì? Anh nói cái gì? Đừng đau hả? Chú Triệu Lương, đồ biến thái chết tiệt, đừng đụng vào chị Quyên đó. Tôi phải sinh em bé, tôi phải sinh. Cô muốn sinh em bé hả? Tôi sẽ lấy nó ra giùm cho cô hả? Tôi lấy nó ra. Anh Thăng à, mấy người Hắc Bạch Lưỡng Đạo đã tích cực đi tìm kiếm rồi, sẽ mau chóng tìm thấy thôi. Chỉ sợ là kiếm được cũng vô dụng thôi. Anh biết thằng gian xảo đó, cái gì cũng dám làm. Với lại bên Hồng Kông vẫn chưa có tin tức gì. Cậu Thông và cậu Thân Hành chắc chắn vẫn chưa tìm được qua. Nếu như Nhất và qua có chuyện gì thì là ông trời không có mắt rồi. Việc chúng ta có thể làm đều đã làm hết rồi. Bây giờ hy vọng bọn họ có thể tai qua nạn khỏi. Anh Thăng à, thay vì một mình ở trong phòng suy nghĩ lung tung, tự hù dọa bản thân, hôm nay thời tiết tốt như vậy, hay là cùng nhau ra ngoài hít thở đi. Được, cho kêu chị Liên đẩy tôi ra ngoài.
không cần làm phiền chị Liên đâu. Tôi đẩy anh là được rồi. Anh như vậy mà đẩy tôi đi sao? Chúng ta là hai anh em, sống chết có nhau bao nhiêu năm. Nếu như tôi thật sự hai đôi chân đều đi không được thì tôi cũng sẽ nghĩ cách đẩy anh thôi. Kiệt, bắt đầu ghi hình đi. Dạ biết rồi anh ngủ. Có phải Nhất không? Thượng quan Nhất, để tôi nói cho anh nghe nguyên tắc trò chơi lần này. Lát nữa chúng ta sẽ khóa lại bên trong cái thùng này. Kiệt sẽ đẩy chúng ta xuống đó. Nếu như giữa đường người nào không gỡ được cái khóa, không thoát ra được thì sẽ mất mạng. Nhưng mà yên tâm, tôi từng nói lần này nhất định sẽ công bằng. Tôi tuyệt đối không giở trò đâu. Như vậy công bằng sao? Ngũ Bách Nghĩa là một nhà ảo thuật mà, nhất định biết gỡ khóa. Chú Triệu Lương, anh chơi hết rồi. Thế giới này làm sao có công bằng chứ? Hà Chánh Hoa, cô từng đối xử công bằng với tôi sao? Cận bả. Nè mọi người, bây giờ cũng đang xem trực tiếp rồi. Hôm nay tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy Ngũ Bách Nghĩa tôi làm sao thắng Thượng Quan Nhất. Hôm nay tôi nhất định đạt được chiến thắng cuối cùng. Chuyện mà anh muốn tôi làm, tôi đã làm rồi đó. Trước khi tôi chết, tôi có một yêu cầu. Tôi hy vọng lần này có thể nói được thì phải làm được. Qua thật sự vô tội mà. Được. Nể tình chúng ta là anh em với nhau bao nhiêu năm nay, tôi sẽ có nghị khí. Tôi sẽ để cho vợ của anh gặp mặt anh lần cuối trước khi chết. Kiệt, dám ngủ. Ngũ Bách Nghĩa, tôi không muốn qua nhìn thấy tôi đâu. Nhưng không cần sợ qua, bình tĩnh đi, anh sẽ không sao đâu. Em về bếp cứ chờ anh. Nhưng không biết là cây dao này có lấy được em bé ra hay không nữa. Tại sao anh... Tại sao tôi đứng lên lại được và còn đi lại được, có phải vậy không? Stone, cậu nói đúng lắm đó. Ông đã thật sự sẽ giúp cho người tốt thôi. Phát súng của Tử Thiên Long bắn trúng tủy sống của tôi, nhưng mà cũng để tôi trị được hết rồi. Tôi cũng cảm thấy đó là một điều thần kỳ. Anh gài bẫy tôi sao? Ban đầu tôi còn chút hy vọng đối với cậu. Cậu làm nhiều chuyện như vậy, tôi cũng tha thứ cho cậu. Tôi tưởng cậu sẽ sửa sai. Tôi tưởng cậu sẽ biết thân biết phận của mình. Biết thân biết phận hả? Tôi trước giờ đều biết thân biết phận kia mà. Anh có từng nghĩ cho tôi lên chức không? Không hề. Trước giờ anh luôn bắt tôi đứng dưới anh, giúp anh làm toàn những chuyện dơ bẩn. Bản tính không đổi, bao nhiêu năm cũng vẫn như vậy. Cậu tự mình hỏi lại bản thân của mình đi. Sòng bạc của anh gọi là Tuấn Thăng đó. Anh có từng nghĩ qua sẽ thêm tên của tôi vào bên trong không? Tôi ép anh từ chức rồi, mất luôn Tưởng Thiên Long. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm anh hai rồi. Nhưng anh đột nhiên để thằng Ngũ Bách Nghĩa tới đó phá đám, hại tôi chỉ còn có nửa cái mạng sống. Tôi muốn làm anh hai, tôi nhất định phải trừ khử anh Thăng à. Tôi rất cảm ơn anh đã cứu tôi.
Tôi rất cảm ơn anh Nghĩa quá tôi. Tôi còn nhớ lúc mà chúng ta còn ở nước ngoài bị lính biên phòng truy sát, chúng ta cũng giữ được cái mạng mà. Nhưng tôi phải làm anh hai, anh nhất định phải chết. Xin lỗi nha anh thân, xin lỗi nha anh thân. Tôi muốn làm anh hai, tôi phải giết anh trước. Tôi phải lầm lỗi. Tôi Stone, tôi hứa với cậu, nếu như có kiếp sau chúng ta lại là anh em, tôi sẽ cho cậu làm anh hai. Sẽ nhanh chóng tới cô tôi Hà Chánh Hoa. Tôi tiến cùng chú Triệu Lương anh. Đừng động vào chị Quyên và em bé nha. Giết chết chị Quyên, anh sẽ ngồi tù đó. Cho dù anh chạy thoát được, cũng sẽ suốt đời bị truy nã. Anh muốn sao? Cô gắng đánh với tôi. Hà Chánh Hoa, tôi sẽ làm nhanh tay. Chị Quyên, không sao chứ? Chị Quyên, bị bể nước ối rồi. Chị Quyên, tôi sẽ gọi xe cấp cứu. Tôi muốn xem nhất. Anh ngủ. Tôi từng nói lần này nhất định sẽ công bằng, tôi tuyệt đối không giỡn trò được. Tôi còn phải cứu Hoa nữa. Không kịp nữa rồi, không tới bệnh viện kịp. Tôi từng đỡ đẻ cho người ta, tôi làm được. Chị Quyên, anh nhất sẽ không sao, em bé cũng sẽ không sao, yên tâm đi. Càng mò lấy nước nóng, càng tắm. Tưởng quan nhất, cả ông trời cũng không cho anh chết sao? Ông chủ ơi, chạy đi, có cảnh sát kìa. Ông chủ, đứng dậy mà kệ ông ta đi, tránh ra đi. Người nào ngăn cản tôi thì phải chết. Tưởng quan nhất vậy mà cũng không chết được. Được, tôi sẽ cho mấy người tận mắt nhìn tôi làm sao giết tưởng quan nhất đây. Tưởng quan nhất. Anh nhìn kết cục của anh đi. Anh
Quyên, dùng sức đi. Mạnh lên. Tính ra cũng được 10 năm rồi. May là tôi có người anh em tốt như anh đó. Tôi giảm thì không cần phải nói rồi. Sau này tôi có mệnh hệ gì, anh ở tăng lễ của tôi hát bài hát tình bạn tôi thích nghe nhất là được rồi. Nói không chừng là anh hát cho tôi nghe đó. Sau này ở tăng lễ của tôi, anh đừng có hát bài này cho tôi nghe. Ít ra anh phải kính tôi một chai rượu vang. Tôi thấy không được đâu. Tôi muốn hai chai. Ngày càng tốt, mấy cổ đông họ rất hài lòng. Vào đi. Làm xong việc chưa? Gần xong rồi đó. Ăn cơm được rồi đó. Được rồi. Em bé của chị hai tôi giống cậu dứt lắm nha. Phải đó. Được coi, được coi. Ôi trời ơi, em bé dễ thương quá đi. Nè, em muốn có em bé lắm sao? Hay là kết hôn đi? Anh thì muốn đó. Nè, bà đói rồi đó. Hay là vừa ăn vừa nói đi có được hay không? Ừ. Tiền, tiền, chị Nguyên, tiền. Có đó nha. Tiền. Không phải. Ê, ê, còn không phải Nhân Ú hay sao? Tiền. Nhân Ú phát tài đại tâm Nguyên. Trời ơi. Không chơi nữa. Ê, đâu. Này, này, này. Bình tĩnh, bình tĩnh chút đi. Anh gọt trái cây cho em ăn hả? Bình tĩnh chút. Quả đáng thiệt, nhất định lan giang đó. Nè, mau đưa 200 đô đây. Thiếu từ xã sao chứ? Wow, má của con lại ù rồi đó. Con thật sự rất là may mắn đó nha. Mới ra đời thôi má con đã ù suốt rồi. Bà thương con nhất nhà đó. Không có tiền mua sữa, bây giờ hỏi anh hai đi. Mà chưa tới mấy ngón tay thật sự rất là mỏi đó nè. Chà, vì kim cương lớn quá nha. Lớn phải không? Nghe nói kim cương thật đập không có bể đâu. Để tôi đập thử trước nha. Ê! Đó, bình tĩnh lại đi. Quyền, ngồi xuống đi. Manh động quá. Lại câu này nữa. Thì phải đâu mà. Nè 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 nè. Mọi người im lặng một chút được không? Baby đang ngủ đó. Tưởng Lý Nhất, Tưởng Lý Nhất, cho chị ẵm cái coi. Cô tay chân dụng về thôi đi. Đừng có phá nó. Cô tên cho cô gọi. Đó là thưởng cô một bạt tay đó. Ê, nhất định là thưởng một bạt tay sao? Không thể là thưởng cô 1 triệu hay sao? Hả? Có nha. Như vậy cũng được sao? Ờ, anh Nhất à, con của anh giỏi lắm nha. Con nhỏ mà đã biết lấy lá bài rồi. Có DNA giống anh đó nha. Cần gì nói chứ. Hôm nay nó mới lấy lá bài thôi. Từ ngày lấy mặt trượt đó. DNA của tôi mà. Chơi bài tốt hơn cho mặt trượt đó. Chơi mặt trượt đó. Cái gì chơi bài chứ. Cái gì cũng được hết. Có đồ ăn được kìa. Được rồi, cho mình thôi. Xong tính tiền. Trả tiền đi. Có lộn không vậy? Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Em tắm mặt đi. Mặt xấu, mặt xấu. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Sao rồi? Em bé đã ngủ chưa vậy? Sắp ngủ rồi. Bây giờ em chỉ thương em bé, không thương em bé lớn này rồi. Em bé lớn thương nhà. Thương nhà. Như vậy mới được chứ. Hay là vậy đi, ngày mai chúng ta cùng nhau dẫn em bé lên núi xem bình minh có được hay không. Được. Anh vậy được mới nói đi. Cười nhạo anh sao? Trời. Như vậy còn không vậy được sao?
cơm cũng không biết ăn, chỉ biết ở đó chơi bài cho ảnh chết đói luôn. Phải đó. Tôi không phải nói khoác đâu, có tôi ở đây rồi, không sơ sót. Có tôi ở đây rồi, sẽ không có sơ sót. Tôi không phải nói khoác đâu, không có sơ sót.